ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងបែបងាយងាយរបស់អ្នកផ្ទះខ្ញុំចាជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្មែរយើងភាគច្រើនចាគាត់នឹងស្គាល់ការគាត់ស្គាល់រសជាតិណាចាថាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់បែបណាហើយគាត់ថាវិធីធ្វើគឺខុសគ្នាទៅតាមផ្ទះនីមួយៗចាលើបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបអ្នកផ្ទះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាសូមជួយទៅតាមដានជាម
hay bông bồn chơi rơ sạch cô sót hay ở phơi á bông bồn từ chinh anh từ sầm lò nắng á chà hay sạch này bông bồn còn được tiền nhá chà tiền có vì đại đại phơi bên tên á sạch cô nâng bông bồn hay khi nhom han vì chỉ bên tên sáng sáng bần bần nắng á hay kêu em xong bên tôm nắng cứ khi nhom miếng tôm rắn tôm so tôm cỏ hóm chà chấm bột tôm bà rắn cứ khi nhom chặt vì chỉ chân đất sáng sáng chà cứ dưỡng chặt vì sáng bên tên á bông bồn sáng đã ai chặt bàn chà bớt dần dưỡng đặt cà phê cứ chà vì sao chinh anh nhá chấm dưỡng chặt vì chà dưỡng han vì sáng sáng bên tên hay kêu em xong bên tôm nắng cứ khi nhom miếng chi rồi nà chi rồi nà chi niềm vốn bông bồn ai thay mà lật tâm ấy các bạn này hơi gì là ứng nhom chạm đam ngao bồn món nhom chà nhom đam tật ấy bút hơi đặt bồn món chúng mình bày crop hơi nhom ngao vì là hồ đọc ăn chà hai nít chỉ cơm xong từ ngõ bông bồn miền đôi chia sạch cố nhom han vì chi bằng tẹt sáng đang trắng bồn món chân hai niềm cắt nhom cắt vì chà riêng chia chúng mình bẹp nằng tỏ máu miền cột chma tâm so tâm cửa hôm tâm bà răng chi chi rồi ná hai nâng chi niềng vườn hai sầm lò nâng á bông bốn bà sen chi bông bốn ở sơn miền bể bông bốn ai đam tật trà đam tật ai pú trà dương thưa tại mặt đòn tại ngày ní cứ nhom trong bàn tật sụp sụp cố á chẳng ní nhom ngào trong quầy nâng ăn cô trà ngào vía rồng ngọt ăn cô nâng giờ thì dạp bên mùi màu gần là đam bay ở bàn sụp cố á chà hai đôi này khi ban chụp được bóng ôn chẳng bà sinh chụp bóng ôn nó biết bóng ôn ai pra tật sật của bạn này tật đam pú á bạn tái khi nhóm tự khi nhóm chọn bàn rụt chít cảm thấy chẳng ai nhớ chẳng khi nhóm ngào sụp cổ à lỡ sụp cổ ban rụng qua chân pi mau hói chẳng nên khi nhóm chạp vì từ mùi côn chân năng tiết hói tật sụp cổ nó cứ khi nhóm đặt tài chà sạch cổ rụng ngọt vì pi mau hói đặt bờ là mình tích hói nâng li cho mùi nâng tâm bảng á bóng bốn hói khi nhóm thay tật mà tệ cha đâm bay ở vì miền bò cả hôm đó cha thay bên chị cá sát giả lợn cứ nhom chập đan thưa chịu cái chân năng cứ nhom dọc chan thông muối hơi chập sạch cột đắt bên tòa máu đã cha đã bồng món hơi sạch tâm chi rồi hay bồng bồn ai thay tật tray cha tật tray score kêu xong xem xem tới tam cho nó chặt bên tai nhom đã tay tật tray bồng bồn cha tật tray hay năng rồi chma bị pru này nhom prà tật sụp cầu này ha chúng vì tranh chết chăng anh hỏi hỏi nick nhom không tắt sụp cô nên nick nhom bàn thay bờ lo chúng nick nhom thay tại tật tray bình tĩnh cha bàn toa pin đặt tật tray hãy rồi hãy nhom chạm tật sụp nước cho từ lửa sạch nhưng tại mặt đòn cha tật sụp nước cứ dương từ do tật đại đầm pú hóa bóng bốn cha đại việt cầm bông pú nước hai cái đá cứ dương chạm tới đầm bay ao chân sạch côn tại mặt đòn rồi hãy nick nhom cho bài khôi má cha cho bài khôi má rồi hãy thay nâng tâm lĩnh nhá chà tầm so cả bán tầm cả hòm cả bán chà tầm bồ nó hay thay mặt tệ mình tọt mắt dương cho bỏ việc tới bông bồn chỉ cá sạch chà dương cho bỏ việc ao sạch cô việc ban cho ăn cho mùi năng ly cho mùi năng tật đại á hỏi sạch cô nó cứ chắp cho ăn bông bồn còn tờ việc thử tật đại bình tĩnh nó cứ việc cho ăn tại mặt đòn vì pro sạch cô nó cứ nhom han việc sáng sáng phong đái chẳng việc chắp cho ăn hay ní vì dương tơ tật sụp chẳng nhom thay tật sụp chà thay tiệt á rồi hai dương bông bồn ai phụ mớ hai thay thôi mà chú ấy từ tam cho nó chật cha sầm lò sụt cái chân năng nắng á bông bồn dương thưa hói trời nhám plem plem cha hot đại đại á cha cứ miên cầm lang mền tên cứ hot hói bay như chầu cha chẳng miên tập năng sầm lò video thay nắng á bông bồn ở con trán để bàn tam đan video rồi bàn kinh nghiệm.